Xin mến chào đến tất cả quý bạn yêu thích bộ môn xem tướng Tây. Hôm nay kênh Bí Mật Chỉ Tây trả lời cho một khán giả, bạn khán giả nhỏ tuổi. Cháu sinh ngày 12 tháng 12 năm 2008 do người cô gửi thư về cho kênh. Bạn có viết đó là nhờ thầy tìm giúp giờ sinh chính xác ạ. Giờ sinh của cháu là từ 4 giờ cho tới 5 giờ sáng. Câu hỏi 1. Số cháu có được đi xuất ngoại được không? Nếu được thì đi theo diện gì? Và nếu được thì có phát triển ở nước ngoài không ạ? Câu số 2. Ngành nghề để phù hợp với cháu và sức khỏe. Câu số 3 đó là khi nào cháu có nhà ở và lấy chồng? Thì đối với những cái cháu bé mà đang còn nhỏ đấy, đang còn nhỏ có nghĩa là trước tuổi 20, thì kênh Bí Mật Chỉ Tây cũng sẽ trả lời, nhưng mà tuy nhiên thì trả lời trên cái tính chất đó là cái hướng về những cái điểm chính, những điểm lớn trong cuộc đời thôi. Còn cũng không nên đi quá sâu vào những cái việc mà nó còn xa. Đấy. Thì bây giờ mời các bạn đi vào cái phần luận giải cái tướng Tây cũng như cái lá số tử vi của cháu bé ha. Cháu bé sinh vào năm Mậu Tý. Thì khi mà quan sát qua cái tướng Tây của cháu này ấy, thì mặc dù đối với những cái bé còn nhỏ ấy, thì cái tướng Tây nó cũng chưa có định hình hết được đâu. Nó mới chỉ có hình thành một số đường chính thôi. Đấy. Thì trên tướng Tây của cháu này đấy, thì đây là một tướng Tây mà thuộc về da mềm. Đấy. Thì đối với nữ ấy mà có tướng Tây da mềm ấy là đã may mắn rồi. Đấy, đã may mắn đấy. May mắn là coi như là cái số của mình ấy, thì cho dù có rơi vào cái hoàn cảnh nào ấy, thì cái mình cũng là cái người mà thuộc vào cái tiếp là coi như là có cái sự thụ hưởng. Đấy. Và cái tấm thân của mình ấy thì nó cũng không có vất vả về chân tay. Đó, đó là cái sự may mắn. Cái thứ hai nữa là cái trên tướng tay của cháu này là tướng tay nữ, mà tướng tay ngón tay dài, bàn tay dài thon ấy, thì như vậy thì nó thuần ha, nó thuần cho cái việc mà coi như là sau này mình ra ngoài đời ấy, thì mình kiếm tiền cũng là bằng sử dụng cái lời ăn tiếng nói, cái lời ăn tiếng nói để kiếm tiền thôi, chứ không phải là coi như là phải làm lùng như là cái kiểu tay chân nhiều ha. Đấy. Và khi mà quan sát vào cái lá số tử vi của cháu này ấy, thì tôi có thấy thế này. Cháu ấy thì là cái tuổi Mậu Tý, tuy nhiên là cái cung mệnh của cháu thì đứng vào cái cung Tuất. Mà cung An Thân là ở cung Dần, có nghĩa là thân cơ quan. Đấy. Và đối với những cái người mà cái cung mệnh của mình đứng vào cái thế trái chiều ấy, thì coi như là cái cuộc đời của mình thường ấy là cái khoảng thời gian đầu. Đấy, thời gian đầu có nghĩa là từ lúc mình sinh ra mà cho tới cái lúc mà mình lập nghiệp ấy, thì mình sẽ gặp những cái khó khăn, những cái vất vả. Đấy, có nghĩa là đi ngược lại dòng đời đấy. Đấy, đi ngược lại cái xu thế nhá, để mà tạo dựng cái sự nghiệp của mình. Mà một điểm nữa thì trong cái tam hợp mệnh thân của cháu đấy, thì cháu thuộc cái bộ cừu nhật. Đấy, mình là cái mệnh là mệnh tích lịch hỏa, và cái cung mệnh ấy lại có con sao cửu môn. Cử môn chủ về hành thủy, thành ra nó không hợp đất ha, không hợp đất. Và cái cử môn ở cái cung tuất này á, là nó đối cung là cái con sao thiên đồng, cái bộ cử đồng này á, thì người ta cũng là thuộc vào cái cách gọi là cách là phản bối ha, phản bối. Thành ra là khi mà mình sinh ra đấy, thì cũng không có không không có duyên với người ta kêu là có người ta gọi là không có duyên với lục thân ha, có nghĩa là cha mẹ của mình ấy. Đấy, nên khi mà mình sinh ra ấy, thì cũng phải sớm sớm xa gia đình, sớm xa cha mẹ. Đấy. Và thứ hai nữa, trong cái tướng tay của cháu này, tôi có nhìn thấy đó là cháu có được cái hai cái đường, có nghĩa là hai cái đường sinh mệnh đôi đấy. Đấy, các bạn có thể quan sát ở đây ha, cả hai tay luôn, tay trái tay phải đều có. Đấy. Và đối với cái người mà có cái tướng tay mà sinh mệnh đôi á, thì nó sẽ rơi vào trong một trong hai trường hợp như thế này. Thứ nhất ấy, một là mình khi mà mình sinh ra
thì mẹ của mình ấy là cái người kế thất của ba mình, có nghĩa là mình là cái người có hai mẹ đấy ha. Đấy, hoặc là nếu không có trường hợp đó xảy ra thì khi mình sinh ra thì mình cũng có được cái người khác, người ta nhận mình làm con nuôi ha, làm con nuôi đấy, thì cũng là cái mình là cũng có hai mẹ đấy. Đấy thì nếu mà được có như vậy ấy, thì nó sẽ thuận ha, sẽ thuận. Và tôi nghĩ là cái bạn này sẽ rơi vào cái cháu bé này sẽ rơi vào cái trường hợp thứ hai đấy. Bởi vì cái trong cung mệnh của cháu ấy là có cái bộ sao Ân Quang Thiên Quý và đi với là giải giải thần Phương Cát đấy, nên là có cái sự cứu giải, cứu giúp ha, từ cái người khác, mà từ cái người lớn tuổi hơn mình đấy, nên rất có thể là cái. Và ở đây có cái con sao Quả Tú này, cái con sao Quả Tú mà Ân Quang đi với Quả Tú đấy, thì cũng có nghĩa đồng nghĩa là cái người mà mình có duyên với những cái người mà người ta gọi là người nữ, mà người nữ lớn tuổi hơn mình mà người ta sống một mình ấy đấy. À, thì trong cái lá số của cháu ấy, thứ hai nữa ấy là cái cung tài vật của mình ấy, trong tam giác là mình, tài quan của mình có con sao Thái Dương. Thái Dương ở cái cung ngọ này nó đang rất sáng, mà nó ngũ tuần, thành ra mà đi lại ngũ kinh dương nữa đấy, ngũ kinh dương, thành mà mình lại sinh vào cái giờ Dần. Giờ Dần cũng là giờ mặt trời mới lên ha, thành ra là mặt trời đang sáng thì bị đám mây mù nó che phủ đi, thành ra là mình nó cũng không có khi mình sinh ra thì người cha của mình, người ba của mình cũng không có tốt về sức khỏe ha. Đấy nên nếu mà nói là mình càng xa nhà thì những cái người thân của mình nó sẽ tốt hơn ha, nó sẽ thuận hơn. Một cái điều nữa đấy, trong tướng tay của cháu này thì tôi có nhìn thấy thế này, ở trên cái đường đường sinh mệnh thứ hai đấy, thì nó có một cái đường hỗ trợ từ cái gò gò Thái Âm này đi lên. Tuy nhiên ấy, thì trong cái đường này ấy, thì nó lại có thêm một cái đoạn, một cái vân mà tôi gọi là cái vân vân hình quả trám lớn ấy ha, hình quả trám lớn. Mà trong cái hình này ấy, thì nó có chủ về hai yếu tố. Một là đầu đời của mình, thì mình phải để ý đến cái yếu tố là coi như là cái tai tiếng trong cái chuyện tình cảm ha, cẩn thận kẻo bị là mình là cái người người bị thiệt hại đấy. Có nghĩa là nếu mà có cái việc mà yêu đương sớm này ha, hoặc là cái những cái người mà người ta lớn tuổi người ta tới tìm hiểu mình ấy, thì phải cháu cũng như là kể cả cô cháu nữa ha, xem mà coi như là mình cũng phải cẩn trọng đấy. Thì tôi cũng muốn nói sâu về điều đó, thì tôi nói đại ý như thế thôi đấy. Và một điều nữa là cái nhánh mà đi chỉ đôi là từ cái đường đường từ Gò Thái Âm đi lên này á, đây là cũng là cái cung thiên di ha, nên sau này cháu sẽ có cái cơ hội để mà xuất ngoại đấy ha. Cũng trả lời cho cái câu hỏi của cô cháu ha, cuộc đời của cháu này đấy thì phải là xa phương lập nghiệp, người ta gọi là xuất tổ ly tông, phải càng xa càng tốt ha, càng xa càng tốt. Bởi vì ấy, một là mình cái cung mệnh của mình nó xấu, cái thứ hai nữa là cái cung phúc của mình ấy là ngũ trệ đấy, mà cung phúc này ấy là có cái bồ sao gọi là bồ sao hỏa linh, linh hỏa, thì nó chủ về cái bồ sao là coi như là sát tinh, người ta kêu là đoạn thọ tinh đấy. Nên nếu mà mình đi xa ra ngoài, đi xa càng xa càng tốt, nếu mà cháu này xuất ngoài ấy, thì coi như là nó thuận về cái sức khỏe và mình cũng kéo dài được cái tuổi thọ của mình ha đấy. Bởi vì là một cái phần là cái cung an thân của mình ấy là cư ở cái cung cung Dần này ấy, là cái cung vô chính diệu mà đi với đại hao đấy, mình là coi mình là nhược rồi, bây giờ đi vào vào cung cung Thân này, mặc dù nó được cái đất ấy, có nghĩa là mình hỏa được cái đất ở cái cung Dần là hình mộc, nó sinh cho hình hỏa mà lại có âm dương chiếu về đấy, nên nếu mà đi ra ngoài đấy thì mình sẽ cứu cứu được cái, có nghĩa là người ta kêu là giống như là con gà lột xác đi đó ha, con gà mà biến thành con thiên nga đi đó ha đấy. Có nghĩa là mình khi mà mình được ra ngoài thì coi như là mình cuộc đời của mình sẽ được sang cái trang mới luôn đấy. Còn về cái thời điểm mà cháu này đi đấy, thì có thể nói là trong cái vận này chưa đâu, năm nay cháu có mới 17 tuổi, thì từ 12 mà cho tới 17 tuổi thì cháu ở cái đất gọi là đất đào hồng hỷ của đất thiên không, mà lại có địa không địa kiếp đấy. Mà trong cái vần này tôi thấy là cũng là cháu dễ vướng vào tình cảm lắm đấy, dễ vướng vào cái chuyện yêu đương lắm đấy ha. Bởi vì cái cung này là cái bộ tử tham, mà tử tham đi với hoa lộc, đi với là đào hoa thiên hỷ mà ngồi địa không địa kiếp ấy, thì đôi lúc là mình nhà già cả tinh,
rồi là coi như nghe theo cái cảm xúc, rồi là bị những cái người khác người ta lợi dụng ha. Đấy. À, còn nếu mà cái thời điểm cháu đi thì phải qua từ 22 tuổi trở đi thì mới được ha. Và đó là cũng là cái vận thiên thời của cháu đấy. Đấy. Mà có thể nói là đi cái đi này ấy, thì đôi lúc cũng có điều tiếng này. Có điều tiếng và cũng rất có thể là đi theo cái con đường gọi là thông qua kết hôn đấy nha. Đấy, kết hôn không biết là thật giả gì không biết, nhưng mà có theo qua con đường kết hôn ấy. Đấy. Thì khi mà đến cái đại vận này ấy thì gọi là cái đại vận mà người ta gọi là tuyệt sứ phùng sinh. Đấy, mình là người mà mình hỏa mà đi tới cái cung cung kim ấy là hỏa khắc kim ha. Nhưng tuy nhiên cái cung kim này nó sinh cho con sao Thái Âm hành hành thủy, rồi con sao Thái Âm hành thủy nó sinh cho con sao Thiên Cơ hành hành mộc, rồi cái hành mộc này nó mới quay trở về lại sinh cho hành hành hỏa của mình. Đấy, nên có thể nói là nó phải sinh qua hai lần thì nó mới mới tới cái lần sinh. Và trong cái phần này cũng cũng rất có thể là cháu qua đó rồi cháu tiếp tục học nữa nhé. Đấy, tiếp tục học nữa đấy. Đấy, mà nếu được ấy thì sau này cháu có thể là đi theo cái con đường nói về vấn đề học vấn ấy, thì cháu nên đi theo cái con đường là đó là những cái ngành nghề mang tính chất là chăm sóc ha, chăm sóc, mà chăm sóc ở đây là chăm sóc sức khỏe là chính. Đấy, có thể là chăm sóc sức khỏe, bởi vì đó cháu có cái bộ ân quang thiên quý này chiếu về này. Thứ hai nữa ấy, là có tả phù hộ vật ha, nên có thể học, cháu có thể học được cái những cái ngành như là dược này, dược sĩ này, hoặc là bên bên là cái hồ lý này ha. Đấy, thì sau này thì có thể là mình dựa vào cái con đường đó mình cũng có thể xuất ngoại được ha. Bởi vì là hiện nay thì người nhiều có nhiều nước người ta là cần, rất là cần cái những cái người có bằng cấp hồ lý để qua chăm sóc sức khỏe cho người già, chẳng hạn như là cái thị trường của người của Nhật Bản ấy rất là nhiều. Đấy, nên cháu có hai con đường đó để mà mình có thể đi. Đấy. Rồi về cái yếu tố sức khỏe của cháu ấy, thì nó có thế này. Cái này là nó theo suốt đời của cháu nha. Đó là cái sức khỏe của cháu nó cần phải để ý đến cái yếu tố đầu tiên ấy, là yếu tố về cái con mắt. Đấy, mắt cháu không được tốt ha. Cái thứ hai là về cái yếu tố mà có thể nói là cái bộ phận sinh nở của mình ấy, hoặc là những cái gì liên quan đến cái sinh nở ha. Đấy, như là tử cung, buồng trứng, thế này thế kia. Đấy, và sau này nếu mà mình còn tuổi còn trẻ mà mình không để ý đấy, thì sau này về cái việc có con nó khó lắm đấy. Đấy, bởi vì những cái người mà có những cái bà nữ mà có cái vân cổ tay này này mà nó gồ lên thế này đấy thì nó không tốt ha, không tốt. Thường là cái tử cung của mình nó ngắn quá, nó nằm ngoài đấy, nên là khi mà thụ thai nó dễ bị sa sẩy ha, rất là khó. Đấy, và cũng dễ những cái bệnh nữa, bệnh mãn tính nữa. Đấy, người ta kêu gọi là bệnh lây lan đấy. Đấy. Rồi còn nếu con nói về cái nhà cửa đấy thì có thể nói là cháu này ấy, thì khi mà bước qua cái tuổi 22 trở đi đấy, từ 22 mà cho tới 31 tuổi thì sẽ có nhà cửa đấy, và cũng có thể là lấy chồng xong cái là có nhà cửa luôn đấy, nó có cái hay đó. Nhưng mà cái vấn đề nhà cửa của cháu này đấy thì có cái là không có, không phải là có nhà một lần cho ở ở liền đâu, mà phải thay đổi đôi ba lần, ít ra phải ba lần ha, ít ra cũng phải đến ba lần đấy. Và cái việc nhà cửa này ấy, thì lúc đầu thì có thể là cái nhà nó tốt, nhà cũng lớn ấy, nhưng mà sau đó là do cái một yếu tố nào đó mà nó mình phải bán đi ha, bán đi đấy. Thì bây giờ cháu cũng đã còn nhỏ mà nói đến yếu tố này nó cũng còn xa, nên tôi chỉ có nói đại khái vậy thôi đấy. Còn cái thứ hai, cháu này thì sang đến cái vận từ 22 mà cho tới năm 31 tuổi ấy, thì có thể nói rằng đó là cũng là cái vận mà mình có thể kiếm được tiền ha, kiếm được tiền đấy. Và trên tướng tay của cháu này tôi có nhìn thấy là nó có những cái ngôi sao nó hiện lên ở đây, có nhiều lắm ha. Nên sau này cháu cũng có thể là làm cái việc gì đó mà nó có cái sự nhiều người biết tới ha, nhiều người biết tới. Và cái hay nữa ấy, là càng về sau thì cái của cải của cháu đấy, tiền bạc càng xúc tích ha, càng xúc tích đây. Đấy, và cũng thuần về cái việc nhà cửa đấy. Đấy, tuy nhiên mình là cái cung tài của mình nó ngũ tuần đấy, ngũ tuần, nên thành ra đấy thì tiền bạc của mình ấy thì đôi lúc là người ta nói là trong túi thì có 3-4 đồng, nhưng mà người khác người ta nghĩ là mình có 5-6 đồng. Đấy, có nghĩa là cái có được cái tiếng nhiều hơn cái miếng ha. Đấy, và có thể nói là trong cái cuộc đời của cháu nó có những cái sự kích phát nó đi lên, mà kích phát này là khá sớm ấy nhỉ, có thể là qua từ 20 sau năm
23, 24 tuổi trở đi là có rồi đấy. Đấy. Thì thôi, trên đây là một vài lời mà cân bi mật chỉ đây, xem qua cái lá số tử vi và cái tướng tay của cái cháu bé, cháu cháu gái trên năm Mậu Tý, và mong rằng là coi như là người cô sẽ nghe kỹ cái bài này để hướng cho cháu ha, đặc biệt trong vấn đề tình cảm đấy. Thì thôi, xin khép lại cái bài này tại đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong một cái bài sắp tới.